Mới đây, những vị khách du lịch ở Venice đã có một buổi tối thích thú khi quảng trường xanh mắt ngập trong biển nước. Quảng trường nổi tiếng này là nơi bất kỳ ai tới Venice cũng phải ghé thăm. Chiều cường dâng cao bất ngờ tới 1 mét, khiến khách du lịch hết sức ngạc nhiên. Một số trẻ em chơi đùa với nước và mọi người cùng nhau nhảy múa với đôi chân trần. Nước dâng cao càng truyền thêm cảm hứng cho một nghệ sĩ dương cầm say sưa chơi đàn. Khung cảnh tại quảng trường đẹp như tranh vẽ. Ngập lụt tại Venice là do sự kết hợp của nhiều yếu tố liên quan đến biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng cao và chiều cường dẫn đến sụt lún đất, khiến mặt bằng của thành phố chìm trong nước. Hiện tượng này thường xảy ra vào mùa thu và mùa đông, tuy nhiên chiều cường dâng cao vào tháng 8 là hiện tượng hiếm gặp ở Venice.